Kính thưa sư, con có nghe vấn đáp là quan hệ nam nữ sẽ làm hoại thiền, như vậy có nghĩa là những người có vợ chồng thì không nên tu tập thiền định hay vẫn có thể thiền nếu chỉ muốn thiền để khỏi bị stress chứ không mong cầu đạt được chana ná thì vẫn tiếp tục thiền được không sư? Đối với hàng cư sĩ tại gia thì nếu như họ muốn hành thiền, họ nên đi vào trong chùa tham dự các khóa thiền. Tối thiểu là trong suốt thời gian anh hành thiền, anh phải ly dục. Anh có thể có vợ, có chồng, anh đi hành thiền vẫn được, không sao hết. Nhưng trong thời gian hành thiền, anh phải ly. Còn nếu không thì anh sẽ bị ám ảnh bởi dục, anh không hành thiền được. Và cái dục nó sẽ hoại thiền. Cho nên quý vị có thể có vợ chồng, không vấn đề gì hết. Nhưng muốn hành thiền thì hãy tham gia các khóa thiền. Và trong đó mình ly dục. Lúc đó bây giờ chỉ có bạn tu, chứ không có vợ, không có chồng gì hết trơn. Không có anh, không có em gì hết trơn. Còn cư sĩ tại gia mà muốn hành thiền thì phải ly dục. Còn nếu như mà quý vị cứ quan hệ vợ chồng thì mình còn rất nhiều những phương pháp khác để mình làm thiện, ví dụ như giữ giới nè, bố thí nè, ha. Khi mà quý vị cảm thấy đời sống nó căng thẳng quá, mình muốn làm dịu lại nội tâm của mình thì hãy tham dự khóa thiền thay vì tự thực hành ở nhà rồi mình lại bị cái mồi của tham dục nó chi phối. Còn nếu như quý vị ở nhà mà quý vị ly dục được thì quý vị có thể hành thiền được.